Việc đầu tiên đối tượng tìm mua cho mình bộ trang phục công an. Sau đó đối tượng đi lại ở nhiều tuyến phố để tìm con mồi là phụ nữ. Khi phát hiện con mồi có thể lừa đảo được, đối tượng bắt đầu lân la làm quen. Với cử chỉ giao tiếp thân thiện, tác phong rất bình tĩnh, nhỏ nhẹ nhằm tạo lòng tin. Kẻ giả danh công an dung dọa rằng tình hình an ninh trong thời gian ở đây không được tốt, thường xảy ra cướp giật, để lấy cớ giả tốt bụng đưa cô gái về bằng xe ô tô của mình. Nhưng mà tôi nghĩ chị đi với tôi sẽ an toàn hơn đấy. Nạn nhân nhẹ dạ tin tưởng nên đã làm theo lời hắn. Trên đường về, kẻ giả danh công an thăm dò thông tin. Qua câu chuyện, biết được cô gái nhẹ dạ này mới ra trường đang cần việc làm, đối tượng giả danh công an bắt đầu răng bẫy bằng việc rêu rao về khả năng của bản thân, về gia đình. Em học về bên kinh tế. À, học về kinh tế à? Bên Bộ Công Thương thì mình có một người chú, cũng là em họ của bố mình. Bố mình thì làm lãnh đạo cao cấp ở bên Bộ Công an. Chú đấy thì là làm thứ trưởng bên Bộ Công Thương. Nhà em đây rồi. À, đây bên phải đây luôn à? Dạ đúng rồi. À rồi. Khi biết nạn nhân đã cả tin mình, kẻ giả danh công an hẹn gặp cô gái để bàn bạc xin việc làm. Trong cuộc gặp, đối tượng giả danh công an tiếp tục rêu rao về các mối quan hệ của mình, luôn cho cô gái thấy cơ hội, yêu cầu cô gái đưa cho hắn 50 triệu đồng để lo việc và không quên dặn phải giữ bí mật. Nhưng mà bây giờ thì mình cũng vẫn phải cảm ơn khéo léo một tí, bởi vì sau này em vào làm ở đấy còn phải nhờ vả người ta nhiều. À, đồng tiền đi trước là đồng tiền khôn, nhưng mà nhớ anh dặn là phải kín đáo và nhanh nhé, vì cơ hội sẽ không có nhiều đâu. Vì sốt ruột và rất cần công việc nên cô gái đã nhanh chóng mắc bẫy của đối tượng lừa đảo. Trên thực tế, để phát hiện đối tượng giả danh công an, các điều tra viên ngoài trình độ nghiệp vụ phải có khả năng quan sát tinh tế mới phát hiện ra được bộ mặt thật của chúng. Còn người dân thì khó có thể phát hiện khi tiếp xúc trực tiếp. Do quá tin tưởng vào người công an tốt bụng, cô gái lại muốn xin tiếp việc cho em trai mình. Đây là dịp không thể tốt hơn để đối tượng tội phạm tiếp tục lừa đảo. Tại lần gặp tiếp theo, kẻ giả danh công an đã kín đáo nhận 50 triệu đồng để lừa đảo xin việc cho cô gái. Hôm nay có bao tiền cho anh? Tức là em đếm kỹ rồi đúng không? Được rồi. Khi đã lừa được số tiền đáng kể 50 triệu đồng, đối tượng giả danh công an không tẩu thoát luôn mà còn quay lại để lừa thêm 40 triệu đồng với lý do xin việc cho em trai nạn nhân vào Học viện An ninh. Cả tháng chờ đợi không thấy, nạn nhân gọi điện thoại thì không liên lạc được và nhận ra mình đã bị lừa mất tiền bởi đối tượng giả danh công an. Qua việc này, tôi phải cảnh báo cho mọi người biết rằng tội phạm khi mà nhận biết là một người công an, chúng ta phải để ý vào trang phục của họ, đừng tin vào những lời nói của họ, mà tốt nhất là nhìn vào những tư trang mà như quân hàm, quân hiệu, số hiệu mà ngành công an cấp cho cán bộ chiến sĩ công an để làm việc.